Rồi bây giờ mình sẽ test nhẹ một đoạn nè. Để mình vừa cái xe này cái. Tại quý chị thấy chưa, tăng tốc rất là tốt nha. Khi mà quý anh chị đi gần những cái xe VinFast ấy, khi mà người ta đánh lái quý chị sẽ nghe cái tiếng e. Tiếng e đó, tiếng e của cái trợ lực. Trợ lực nó kêu đấy. Ok quý anh chị ơi, thì bây giờ quan sẽ test ra một đoạn cho quý anh chị. Từ đây di chuyển qua bên cái chỗ quan quay ngoại thất ha. Bây giờ di chuyển vào trong đây để quay nội thất thôi. Nói chung là bên đây thì người ta cũng hơi khó một chút xíu. Mình di chuyển qua bên kia để quay cho thoải mái hơn. Thì trong quá trình này mình sẽ test ra một đoạn cho quý anh chị xem. Đối với một cái xe mà có khối động cơ 174 mã lực đấy. Ga nè quý anh chị, nó rất là nhạy luôn. Mà cách âm thì rất là ngon. Hiện tại thì xe của chúng ta thì có một bánh đằng sau bên phụ, nó hơi mềm một chút xíu nên là chạy nó sẽ hơi ù ù cái tiếng lốp, quý anh chị thông cảm nha. Nhưng mà cách âm em xe này thì nó vẫn có gì gọi là rất là hoàn hảo, đã lắm quý anh chị, sướng lắm. Đây, giờ mình sẽ test thử một đoạn nha. Vô lăng rất là đầm nha, nó không nhẹ mà nó cũng không nặng, rất là đều luôn, rất là ok quý anh chị ạ. Khi mà mình chạy chậm thì cái vô lăng nó sẽ kiểu như là nó vừa vừa đủ đủ. Còn quý anh chị mà chạy nhanh cái vô lăng bắt đầu nó sẽ đì xuống. Thì theo như Quang biết thông tin về cái thước lái này gọi là trợ lực là trợ lực dầu. Nhưng mà thước lái bằng dầu nhưng mà trợ lực điện nha quý anh chị. Thì cái cảm giác nó rất là sướng, nó rất là đầm luôn. Bởi vậy khi mà quý anh chị đi gần những cái xe VinFast ấy, khi mà người ta đánh lái quý chị sẽ nghe cái tiếng e. Tiếng e đó, tiếng e của cái trợ lực nó kêu đấy. Rồi bây giờ quay sẽ test thử nhẹ một đoạn ga nè quý anh chị. Ga nha, quay sẽ vào manual luôn để tránh quý anh chị mất thời gian quay chạy bằng D nha. Rồi, và có một cái này nó rất là hơi trừ trừ xíu, đó chính là không có lạy số trên vô lăng, nên khi mà quay vào số quay phải vào bằng tay nha. Rồi bây giờ quay sẽ test nhẹ một đoạn nè. Đấy quý chị thấy chưa, rất là đã nha. Chạy mới tới 60 nha. Bây giờ quay test drive về cái độ tăng tốc thôi. Còn mà để test mà chạy nhanh thì chắc chắn là quay sẽ không test. Đấy, từ 0 lên 60 thôi là quý chị đã nhìn thấy xe nó tăng tốc khủng cỡ nào rồi. Rất là đã quý anh chị, sướng lắm. Đã thật. Mà đây chỉ là 174 mã thôi quý anh chị. Quý anh chị đi bản premium 228 mã nữa thì em nói thật với quý anh chị rất là sướng luôn. Rồi, đấy, vô lăng đồ này nọ chung rất là ok. Mua một cái xe bây giờ mua một cái xe phân khúc như là của BMW này, BMW 5 series. Thì đúng là em xe VinFast Lux A này đang sở hữu khung sườn của BMW 5 series cũng như là có động cơ là N20, thì đây cũng là một trong những cái khó động cơ trước đây cũng làm nên tên tuổi của nhà BMW. Đấy, cũng rất ok. Và về Việt Nam thì Việt Nam bác vẫn nó tinh chỉnh lại đấy. Nó bác Vượng tinh chỉnh lại, em quay nói nhanh thôi, còn nếu mà đúng thì các kỹ sư của Việt Nam tinh chỉnh lại. Rồi, thì nói chung là người ta bán cho mình thì người ta cũng không có bán hết cho mình những cái công nghệ của người ta bán cho mình khung sườn máy móc. Về cái bộ ESO mình cũng phải tự phát triển quý anh chị, bởi vì cái bộ ESO là nó là của mỗi dòng, mỗi khác nhau, mỗi cảm giác xe nó khác nhau, không thể xe nào mà nó giống xe nào được hết, nên là để mà người ta bán luôn cả cái công nghệ ESO của người ta cho mình thì cũng hơi khó. Nói chung nó là một cái đặc điểm riêng, giống như mình nấu ăn cũng vậy. Mình nấu ăn thì đâu ai mà bán công thức, đâu phải là người ta bán công thức cho mình đi, nhưng mà chắc chắn là người ta vẫn sẽ giữ là một cái gì đó. Đấy, em qua nói thật với quý anh chị, nhiều khi mình cho dù mình có mua lại công thức của ta, mình nấu kiểu gì nấu cũng sẽ không bao giờ ngon bằng của người ta. Hứa với quý anh chị là như vậy. Còn những ai mà may mắn gặp được những người thầy tốt, những người mà chia sẻ, truyền đạt hết kinh nghiệm thì quá tuyệt vời nè, quá đã rồi. Trong đây đường đẹp quá ha quý anh chị. Đây sắp cũng gần xây xong rồi. Đã ghê, xe chạy sướng thật. Giờ giá xe cũng rất là rẻ. Mua một em xe để đi che nắng, che mưa rất là ok. Em này thì em quay đang bán với mức giá là 595 triệu VinFast Lux A bản base, sản xuất 2021, odo là 33.000 cây. Ngày xưa mua em này giá cũng phải loanh quanh khoảng hơn tỷ quý anh chị, gần tỷ mốt á, lăn bánh gần tỷ mốt hả ta, hơn tỷ mốt luôn ấy, cái thời điểm lúc mới ra mắt á,
hơn tỷ mốt á, bây giờ còn có 500 mấy, xe chạy rất là sướng, đã lắm. Mà ai mà thích thể thao sport thì chơi sedan là ngon, còn ai mà thích gầm cao thoáng rộng rãi đi SUV, lướt SA. Nói chung lướt lướt SA thì cái xe nó khi mà mình chạy cái xác nó hơi nặng một chút xíu, thì khi mà mình chạy quý anh chị nó sẽ không được sướng như bằng sedan đâu. Em phải nói thật với quý anh chị, để cho những quý anh chị nào mà đang nghiên cứu những con lướt SA mà muốn lên những cái con từ sedan mà lên lướt SA, khi mà chạy con lướt SA cảm giác như bị bỡ ngỡ, sao cái xe nó yếu hơn những con sedan. Thì đấy, nói với quý anh chị như vậy, bởi vì những cái con xe 7 chỗ lúc nào nó cũng sẽ nặng hơn những con sedan hết, nên là chạy nó cũng sẽ hơi yếu hơn một chút xíu, với lại nó sẽ không khí động học và lướt gió như những con sedan như thế này. Rồi, ok quý anh chị, em này hộp số nhiêu mà nhớ không làm là 8 cấp thì phải. Lâu quá Ngoan không làm, lâu quá Ngoan không đọc lại cuốn catalog, Ngoan quên mất nhiều thông tin, quên quý anh chị. Bãi này cũng đã chỗ người ta lên khá là nhiều đồ chơi rồi, như là loa súp nè, màn hình cam cặp lê đấy, có nhiều đồ chơi ha. Ủa, công nhận xe đánh lái đã thật, quá đã sướng. Nhận lâu lâu buổi sáng hôm nay mới nhiều mấy chín mấy quý anh chị, mới chín mấy, 9:51 đánh xe đi vòng vòng đồ. Công việc cũng khá nhẹ nhàng ha quý anh chị, nhưng mà cũng hơi nặng đầu chạy KPI mỗi tháng. Sáng ngày mai cũng ăn sáng, uống cà phê hết rồi, bây giờ đang đi quay cái xe này, thì khả năng thì showroom cũng đang về rất là nhiều xe, mà thời gian thì cũng hơi eo hẹp một chút xíu, nên là vẫn chưa quay được nhiều xe cho quý anh chị. Nếu như em quay sẽ ráng đi, ráng trong tháng sau, tháng sau nha quý anh chị, em quay sẽ ráng ra nhiều video hơn, sản xuất có thể một ngày ra 2 cái video chẳng hạn. Thì quý anh chị nào mà chưa follow kênh, chưa like, chưa share thì cho em quay xin một lượt ha, ủng hộ cho em quay. Đấy, quay thì sẽ ráng đi quay xe. Nói chung thì trong cái kênh này của em Quang thì em Quang sẽ quay báo giá từng xe nè, rồi những cái nội dung như là quay báo giá toàn showroom, lâu lâu Quang sẽ quay báo giá toàn showroom ha. Nói chung báo giá toàn showroom thì được rất là nhiều anh chị ủng hộ xem, nhưng mà mình quay như vậy thì những anh chị quan tâm những cái xe không có xem chi tiết được quý anh chị. Và em Quang sẽ ráng liên hệ với những anh em sale khác ở bên hãng á, mình đi quay những cái xe mới, những cái xe đang hot như là VinFast V3. VF3 thì hiện tại đang có xe ở ngoài Bắc thôi, còn trong Nam mình vẫn chưa có xe để quay quý anh chị à, nên là Quang vẫn chưa đi trải nghiệm được. VF7 em Quang trải nghiệm rồi, VF9 thì có một cái video em Quang nói là từ để Quang dựa cái xe này cái. Tại quý chị thấy chưa, tăng tốc rất là tốt nha. VF9 thì em Quang có quay một cái video quay ngoại thất xe, nhưng mà chưa có quay trải nghiệm lái thử. Thì cái đó, cái video đó em có nói với quý anh chị là khi nào mà đủ 1.000 lượt xem thì em Quang sẽ quay cho quý anh chị, thì quý anh chị ráng ủng hộ cho em quay nha. Gần 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 đủ rồi, gần đủ rồi quý anh chị ơi. Đấy, nói chung là sẽ ráng quay nhiều xe mới, như là này ông chạy vô mà ông quẹo trái, mà ông cái đầu ông nhìn đâu tuốt bên phải, ông chả nhìn đường bên trái. Rồi, đấy thì những cái xe mới em Quang đang nghiên cứu những con xe như là Suzuki Jimny, rồi Ford Ranger Storm Track, rồi Ford Everest Platinum. Đấy, rất là nhiều xe mới em Quang chưa kịp quay. Thì những cái xe đó đang rất là hot, nói chung là có dịp cái là mình sẽ quay, hứa hứa với quý anh chị, không bao giờ mà để vụt mất một cái cơ hội nào. Sắp tới sẽ ráng ra video nhiều nhiều cho quý anh chị ha. Đây là quý anh chị ráng ủng hộ cho em quay nha, nhớ nhớ phải là ráng nha, nhớ ủng hộ cho em quay, em quay có thêm động lực quay video cho quý anh chị xem. VF8, VF9 chưa quay, VF9 cũng chưa quay, VF3 quay rồi, VF7 quay rồi.
Rồi, thôi mình sẽ di chuyển vào trong đây để quay ngoại thất xe ha quý anh chị. Rồi, bye bye quý anh chị. Nhớ like và share video cũng như là đăng ký kênh cho em Quang nha. Bye bye quý anh chị. Bye bye.